chào quý chú quý vị các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Miền Tây. Hôm nay mình đang có mặt tại chùa La Hán của thành phố Sóc Trăng vào ngày 12 Tết buổi chiều ngày năm mới. Cuộc Sống Miền Tây cũng xin chúc cho quý chú quý vị các bạn năm mới an khang thịnh vượng và sự dần như ý và đồng hành cùng Cuộc Sống Miền Tây và tham quan ngôi chùa La Hán của thành phố Sóc Trăng ngày 12 Tết đầu năm. Đây là hình ảnh hôm nay buổi chiều thì Cuộc Sống Miền Tây đang có mặt tại chùa La Hán của thành phố Sóc Trăng, là một trong những điểm chùa được kiến trúc rất đặc biệt hơn. Thì bà con mình hôm nay ngôi chùa này cũng được nhiều năm được chuẩn bị khi mà kiến thiết lại đó, cô chú anh chị dời cái chùa về phía xa một chút, và cũng được nhiều năm thì không bà con mình chưa có đến đây được. Thì năm nay thì chùa La Hán được mở cửa trở lại để đón du khách tham quan và dâng hương cho Phật. Thì hôm nay mình đã có mặt tại đây để gửi đến cô chú anh chị xem. Đây thì du khách hiện giờ cũng khá là đông của chú anh chị. Bây giờ này cũng rất là mát trời, cho nên bà con mình đến đây dâng hương lễ Phật và mình để tham quan luôn cái khung cảnh bên ngoài của chùa La Hán thì rất là đẹp. Phía trước mình là đây là tượng Phật và có hạt tiên, phía sau tượng Phật luôn của chú anh chị. Đây là khung cảnh bên ngoài. Đây là một tượng hình rồng được thiết kế những cái mảnh gạch rất là đẹp của chú anh chị. Đây bây giờ mình đi ở phía sau thử mình xem thêm cái khung cảnh bên ngoài ở phía sau là thiết kế như thế nào nha. Đây ở này đã cũng có làm cái chỗ để cho bà con mình khi đến tham quan cái chùa thì trời nắng mình có thể mình ngồi vào đây mình nghỉ ngơi và mình chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp ở đây luôn, rất là thanh tịnh luôn. Phía trước mình đó là một tượng Phật nha thưa chú anh chị. Đây là toàn đường người đổ về chùa La Hán của ngày mùng 2 Tết để tham quan những cái phong cảnh ở đây. Đây là những cô gái đang làm dáng để gây ra những hình ảnh ngày đầu năm tại chùa La Hán. Phía đây là cái tượng Phật chú anh chị.
Đây khung cảnh bên ngoài thì giống như những cái tảng dầu hang động, những cái dãy núi nè, hùng vĩ luôn. Bây giờ mình bắt đầu đi vào bên trong cái chánh điện của ngôi chùa. Sau khi mà được di dời vào bên trong thì mình hôm nay mình sẽ đi vào đó để mình xem các chú anh chị thì bên trong nó như thế nào, thì ngày hôm nay mình sẽ mời quý chú anh chị vào bên trong để mình xem. Bây giờ mình bắt đầu chuẩn bị đi vào bên trong cái ngôi chánh điện của chùa La Hán nè. Thì sau khi mà vào trong 2-3 năm qua thì đang di dời cái ngôi chùa này về phía sau này nè. Thì năm nay là năm 2023, năm Quý Mão thì mới được mở cửa đón khách trở lại. Năm nay ngày đầu năm đầu tiên thì cuộc sống miền Tây cũng đã có mặt tại đây để mời quý chú anh chị vào bên trong để mình xem về cái ngôi chùa La Hán của thành phố Sóc Trăng sau nhiều năm được di dời và sửa chữa lại và trùng tu để cho cái nét đẹp của văn hóa nó càng đẹp hơn. Cái nét mới của chùa sau khi được đúc kết những thành những cái ông rồng ôm những cái cột của trong cái chánh điện rất là đẹp của chú anh chị, những cái kiến trúc lập lạ mới ở chùa La Hán của năm nay. Thì sau khi mà được di dời và nâng cao cái chánh điện lên thì cô chú anh chị thấy là cái ngôi chánh điện của chùa La Hán hôm nay rất là đẹp nha. Ở phía trước mình đó là những cái cột được cẳng bốn ông rồng rất là đẹp uốn lượn theo từng cây cột. Đây là mình đây qua ghi lại bốn cái cây cột phía trước cái chánh điện được bốn ông rồng uốn lượn những cây cột này nha, thì rất là đẹp. Còn phía trên thì được đóng là phòng mật cái dáng gỗ của chú anh chị rất là đẹp. Thì bà con mình gần xa nếu mà có dịp về thành phố Sóc Trăng mình có thể mình ghé tham quan ngôi chùa La Hán ở Sóc Trăng để chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp ở nơi đây. Đây là cái nét mới của chùa La Hán năm nay được trùng tu trở lại của chúng mình. Nét đẹp rất là đẹp, thiết kế theo cái kiểu gỗ, cho nên khi mình đến đây mình tham quan rất là đẹp. Ừ.
Chùa La Hán này sau khi được sửa lại, bữa này cũng cái này toàn là thằng bằng gỗ nha cô chú anh chị, toàn bộ bằng gỗ. Đây là những cái thằng thờ cũng được bằng gỗ và trang trí những cái mình phía trên cũng bằng gỗ và lau phong, những cái thiết kế này toàn bộ bằng gỗ cho nên mình vô thấy là rất là đẹp. Thì ngày đầu năm thì bà con mình có thể đến đây để mà xin keo để xem năm mới như thế nào, thì bà con mình đến để lắp keo này. Đó là phong tục của cái Tết người Việt tại Sóc Trăng nha. Thì hầu như là mấy chỗ khác cũng vậy cô chú anh chị. Cái này là cái hướng đi lên chánh điện của chùa La Hán, thì hôm nay mình tiếp tục mình đi vào cái chánh điện của chùa La Hán cô chú anh chị. Thì đây là cái chánh điện của chùa La Hán ở trên lầu, thì Thanh đã đi lên lầu để gửi đến quý cô chú anh chị xem. Đây phía trước mình đây là cái chánh điện thì thời 12 La Hán này cô chú anh chị. Đây là một trong những điểm đến du lịch để mà khám phá về những ngôi chùa ở thành phố Sóc Trăng. Thì hôm nay Thanh cũng giới thiệu cho quý vị chú anh chị về một ngôi chùa La Hán tại thành phố Sóc Trăng. Sau khi nhiều năm được trùng tu trở lại thì năm 2023 được mở cửa đón khách và để cho du khách đến để dâng hương lễ Phật, để chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp và những cái kiến trúc mới tại chùa La Hán của thành phố Sóc Trăng năm 2023 sau khi được trùng tu nha cô chú anh chị. Nhìn phía ngoài của ngôi chùa La Hán cô chú anh chị, mình đang đứng ở trên lầu luôn. Đây là cảnh đêm, mặc dù bằng đã đêm tối thì bà con mình đến đây để dâng hương lễ Phật của ngày đầu năm cũng khá là đông cô chú anh chị, và những cái vẻ đẹp bên ngoài người ta cũng vẫn còn lưu luyến ở bên ngoài khi trời đã sập tối, nhưng mà bà con mình cũng vẫn còn cái vẻ đẹp này không thể bỏ qua, cho nên người ta vẫn còn chụp ảnh lưu niệm ở phía bên ngoài và tham quan. Và cuộc sống miền Tây cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc quý vị chúng chị các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự vậy như ý và có nhiều sức khỏe. Hãy đón xem những video kế tiếp của cuộc sống miền Tây. Nếu có hay hữu ích hãy đăng ký kênh, nhấn chuông chia sẻ cùng xem. Xin thân ái mến chào, hẹn gặp lại quý vị chúng chị trong những video kế tiếp của cuộc sống miền Tây. Xin chào.